Cát Tường rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Nghìn lẻ một chuyện. Kính thưa quý vị, và đến với chương trình chúng ta ngày hôm nay, Cát Tường xin giới thiệu các vị khách mời đặc biệt, đó chính là cặp vợ chồng nghệ sĩ Đức Thịnh và Thanh Thúy, tiến sĩ tâm lý Quỳnh Giao, và đặc biệt còn có sự đồng hành của hai cặp vợ chồng anh chị Thành Trung và Phạm Tuyết, anh chị Minh Trúc và Hoàng Nam. Kính thưa toàn thể quý vị, việc chăm sóc cho con cái trong từng bữa ăn, trong từng giấc ngủ, đó luôn là một vấn đề được quan tâm hàng đầu của các cặp vợ chồng, nhất là các cặp vợ chồng trẻ. Thế nhưng cũng từ sự quan tâm này mà đôi lúc đã xảy ra những tình huống dở khóc dở cười. Vậy thì trong chuyên đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận tới một vấn đề rất là nan giải, đau đầu, đó chính là cho con cái ngủ chung với cha mẹ. Và bây giờ, trước khi chúng ta bước vào việc thảo luận thì chúng ta hãy cùng nhau xem một đoạn clip ngắn. Trong nếp sống của đại đa số gia đình Việt, bố mẹ thường có thói quen để con nhỏ ngủ cùng phòng với mình. Ngay cả mọi hoạt động chăm sóc, vui chơi và sinh hoạt khác cũng diễn ra tại phòng ngủ riêng, vốn chỉ dành cho đôi vợ chồng. Nếp sống và thói quen này hình thành từ điều kiện và hoàn cảnh sinh sống của từng gia đình. Ngoài ra, còn có tâm lý chung của các cặp vợ chồng là muốn tiện việc coi sóc con nhỏ, đặc biệt là khi con quấy khóc. Thế nhưng trong sự quay quần của cả nhà như thế cũng đã bộc lộ không ít sự phiền nhiễu, đặc biệt là khi vợ chồng muốn gần gũi nhau trong những giờ nghỉ ngơi thì con trẻ tinh nghịch vẫn còn vô tư vui đùa xung quanh. Chỉ đến khi thu xếp mọi thứ yên ắng, vợ chồng mới có thể yên tâm với những chuyện riêng tư của mình. Tuy vậy, mọi thứ cũng không thể nào sắp xếp thật sự trọn vẹn. Con trẻ vốn vẫn quen hơi ấm của bố mẹ từ nhỏ, nên dù đã được sắp xếp ngủ riêng, đến đêm vẫn tìm cách quay về phòng cũ của mình. Và thế là bố mẹ bị con phát hiện rồi nhé. Vậy để tránh rơi vào tình cảnh như thế này, có nên chăng hãy tập cho con trẻ quen với việc ngủ riêng từ thuở nhỏ? Tuy vậy, nếu có con nhỏ ngủ cùng thì nên sắp xếp thói quen sinh hoạt và quan hệ ra sao để tránh cho con nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý trẻ nhỏ. Trước tiên thì tôi muốn xin hỏi vợ chồng anh chị Thành Trung và Phạm Tuyết á, thì nhà mình là có mấy cháu rồi hả chị? Nhà mình thì có hai cháu. Cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi. Vậy thì có bé nào ngủ chung với vợ chồng anh chị không? Thường thì trước khi bé được 6 tuổi thì bé nào cũng ngủ chung cả. Dạ, bé nào cũng ngủ chung. Vậy chị có rơi vào những cái tình huống giống như là cặp vợ chồng lúc nãy trong cái đoạn clip đó không? Tình huống bị bắt gặp thì chưa. Nhưng mà tình huống mà có khi mình để bé ngủ, bé nằm gần mình á. Rồi mình nằm giữa rồi ba bé nằm bên. Cái nửa đêm mình cũng rình chờ bé ngủ rồi mình quay qua mình ôm ba bé một xíu. Cái bé quay qua bé giật cái áo nè. Bé nói, mẹ ơi, mẹ chỉ được ôm con thôi, không được ôm ba. Vậy còn Minh Trúc thì sao? Minh Trúc anh Hoàng Nam thì sao? Anh chị có con ngủ chung với mình không? Có. Con anh chị được bao nhiêu tuổi rồi? Con đứa nhỏ này được hai tuổi. Một đứa thôi hả? Dạ, còn đứa lớn thì được 4 tuổi. Hai đứa ngủ chung luôn? Dạ. Wow. Thì đứa sau thì nó cũng giờ nó đã qua chung với bà nội rồi, nhưng mà gần sáng thì nó đôi khi cũng qua. Vậy thì trong suốt quá trình mà từ nhỏ đến lớn mấy bé ngủ chung với gia đình mình, chung với vợ chồng mình, thì mình có những cái tình huống nào rơi vào những tình cảnh như vậy chưa? Nói chung là cũng là chưa có gặp, nhưng mà mình cũng luôn luôn trong tâm trạng là luôn đề phòng thì có cái cách để xử lý. Có nghĩa là mình cũng phải chịu ảnh hưởng, và hai vợ chồng cũng phải tìm ra những cái phương án để mà cho đối phó và mình sống chung với cái hoàn cảnh như vậy, đúng không ạ? Vậy còn đó, sao anh nhìn em? Em chưa hỏi gì anh cười rồi. Thấy Hoàng Anh Thịnh với Thúy thì sao? Ở cái vụ này để vợ anh nói trước đi. Kính vợ đắc thọ. Em bé ở nhà Thúy thì ngủ riêng ngay từ lúc bé cũng khoảng được 6 tháng hơn. Thì lúc đó thì bé cũng rất là ghét phải ngủ cùng với ba mẹ. Mỗi lần mình rất là nhớ con mà mình muốn con ngủ cùng á, thì bé phải làm cho mình phải năn nỉ rồi dụ đủ điều hết thì mới chịu. Tuy nhiên thì khoảng chừng 4-5 tháng trở lại đây thì bỗng nhiên bé lại thích ngủ cùng với ba mẹ. Tức là 5 tuổi rồi. Có nghĩa lúc mới sinh ra thì là khi mà mới 6 tháng là đã cho bé ngủ riêng rồi, nhưng bây giờ khi gần 5 tuổi bây giờ lại đòi bé. Thật ra là có lý do, tức là ngủ với ngoại khó phải bắt phải ngủ sớm nè, cho nên là cà phê cứ hay chạy vào phòng ba mẹ, nên là con ngủ ba mẹ. Cái có một lần thì nói chung là mình cứ nghĩ là bé thích ngủ với ba
tại hơn, mình nói con thích ngủ với ai hơn, bây giờ con lớn rồi con được quyền chọn lựa, con ngủ với ba mẹ. À, cái mình đứng hình, cái mình đứng hình, cái mình cũng sòng phẳng, mình nói thôi giờ vậy đi, ngủ xen kẽ đi con, giờ xen kẽ là sao hả ba, thì một ngày con ngủ bên ngoại, một ngày con ngủ bên ba mẹ. Thế là mình quên ha, bút mà sau khi mình với Thúy đi event về thì bữa đó thì nói chung là mình thấy vợ mình cũng đẹp lung linh đó. Mình cũng sắp xếp chuẩn bị mọi thứ, tự nhiên đang đâu đang vừa mới vịn vai vợ nghe cốc 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 cốc, cái đi ra cửa thấy cà phê đứng ngay cửa, cái nói hôm nay con ngủ bên ngoại đi, không qua con hứa là hôm nay con ngủ với ba mẹ. Rồi sao? Phải mở cửa mời vô, mở cửa mời vô. À, cà phê có tật hỏi Thúy biết rồi, nó qua là nó hát, nó hát khoảng chừng 6-7 bài xong rồi mới dịu ngủ, cứ nà na 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 suốt rồi nó hát xong nguyên cái live show xong thì hai vợ chồng cũng buồn ngủ luôn. À, coi như là cà phê ngủ thì hai vợ chồng ngủ luôn. Thế thì có những cái trường hợp nào mà khi giống như lúc nãy là khi mà cà phê ngủ rồi lúc đó hai vợ chồng vẫn thức không? Thì giống như anh Thịnh vừa mới nói á, sau khi mà cà phê làm xong cái live show á thì mình cũng đuối quá rồi nên là cũng ngủ luôn, cũng chưa có gặp trường hợp giống hồi nãy bao giờ. Chị Quỳnh Giao, vì sao con thích ngủ chung với mình? À, thật ra thì trong chia sẻ của ba đôi vợ chồng ở đây thì rõ ràng là mọi người cũng đã cho bé ngủ chung, bởi vì là cũng có những cái lý do là mình thấy con còn nhỏ quá mà cho con ngủ riêng thì cũng thấy tội nghiệp con. Dạ. Không phải ai cũng có một cái điều kiện là có bà ngoại hay có bà nội để mà mình gửi con mình cho bà chăm sóc vào đêm khuya, nên là thường là cái tâm lý là đặt con trong chung một giường hoặc là đặt con cùng một phòng là một cái giải pháp rất nhiều cặp vợ chồng chọn hiện nay. Nhưng mà như chị Tuyết ấy, chị có nói đến một cái chuyện rằng là mình sẽ chọn giờ, nhưng mà rõ ràng như là anh Thịnh anh nói đó, nhiều khi là mình chọn giờ nhưng mà bất khả kháng, tức là bây giờ lực bất tòng tâm rồi, không có lên lịch được nữa. Mình có thể lên lịch cho con nhưng mà mình không lên lịch được cho mình, đúng không Thịnh? Nên là rõ ràng là nó sẽ gây những cái cản trở và khó khăn. Nhưng mà nếu như giống như là bé cà phê bây giờ là không có thèm theo lịch nữa, mà bé thích thì bé tùy qua hứng, tùy hứng là qua, thì rõ ràng là bố Thịnh chạy theo cái lịch đó là bố Thịnh không chạy được rồi đó. Chạy xô thì chạy được, mà chạy theo cái lịch đó là coi như là bó tay rồi. Là cỡ nào cũng sắp xếp được hết á, mà cà phê là thua, không có sắp xếp được. Nên là chúng ta sẽ thấy là nếu như từ ngày này sang ngày khác mà chúng ta bị căng thẳng về cái chuyện này, rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng. Như bạn nam thì nói rằng là cháu mình nó còn nhỏ đó, mình không quá lo lắng, đúng không? Nhưng khi mà nằm bên cạnh mà con kêu mẹ ơi mẹ chỉ được ôm con thôi, không được ôm ba, thì rõ ràng là một cái sự cản trở. Và chúng ta cũng đã thấy là có một cái chương trình nói rất rõ về vai trò của yếu tố tình dục giữa hai vợ chồng nó quan trọng như thế nào. Nhưng mà từ ngày này ngày kia mà mình cứ phải kiềm chế, hoặc là đang lên cao trào tự nhiên là phải đi xuống, rồi mình lúc nào cũng phải căng thẳng phòng ngừa rằng là con mình có thể thức giấc hoặc là con mình có thể gõ cửa, thì rõ ràng cái chuyện mà quan hệ vợ chồng nó sẽ kém đi thú vị rất là nhiều. Vậy thì đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần quan tâm và sắp đặt làm sao để cho con của chúng ta có được một cái chốn ngủ mà không ảnh hưởng đến cái chuyện gần gũi vợ chồng. Có cái lá thư của một cái chị, hai vợ chồng cũng có con nhỏ và hai vợ chồng đã đều thống nhất với nhau là để cho con ngủ riêng. Thế nhưng vì sống cùng với bố mẹ chồng cho nên bà nội của bé Ken đêm nào cũng như đêm nào cứ mà bé nghe bé Ken mà ọ ẹ khóc là mẹ chồng tôi lại lao đến phòng của hai vợ chồng tôi, đập cửa rầm rầm đòi vào rồi lao đến bế bé cưng nựng. Hành động này của bà khiến tôi vô cùng bực mình, không thể để tình trạng trống đánh xuôi càng thổi ngược, nên tôi đã phải nói chuyện rõ ràng với ông bà về quan điểm của mình. Nhà chồng tôi từ đó rơi vào tình trạng náo loạn một thời gian vì ông bà luôn can thiệp vào chuyện để cháu ngủ riêng. Bà nội bé Ken thậm chí còn mắng tôi, chỉ có phải là mẹ đó không? Nếu mà chị không cho nó ngủ chung thì để nó ngủ chung với tôi. Có nghĩa là từ cái chuyện đó mà nó còn gây cái sự xích mích xáo trộn giữa các cái thế hệ sống cùng trong nhà nữa. Thì không biết là ở đây anh có anh chị nào mình sống mà có trong nhà mình có nhiều thế hệ không? À, bạn Nam hả? Là bạn vẫn đang sống chung với ba mẹ mình. À,
rồi có bị những cái trường hợp gì nó khó khăn mà làm cho ba mẹ mình không có vừa ý không? Mà thật ra thì gia đình mẹ chồng thì rất là tâm lý nên cái chuyện đó thì gần như là không có xảy ra. Thậm chí cháu ở nhà thì nói con là con bà nội, tối ngủ với bà nội. Nhưng mà bây giờ bản thân ví dụ như là bạn Trúc thì bạn thấy cái chuyện mà để cho con mình ngủ chung với mình á, theo bạn là bạn thấy cái nào đúng hơn? Bản thân em thì rất là thích con tự lập, nên em có tạo điều kiện cho con ngủ riêng. Khi mà bé thích ngủ với bà nội đó thì em cũng đồng ý. Vậy đó hả? Đây cũng là một cái chuyện lạ. Và coi như là hai vợ chồng bạn đều thống nhất đồng ý là cho con sang ngủ với bà nội. Dạ. Con bé nhỏ đó là mới chỉ có 2 tuổi thôi, cho nhỏ quá nên ngủ chung với em. Rồi thì cái bé nhỏ khi nào nó gây khó khăn gì cho mình trong cái chuyện hai vợ chồng mình không? Tụi em để cho đứa bé ngủ xa ra ba mẹ một chút, thì cái giường nó rộng lắm chị. Nghĩa là ngủ chung phòng thôi nhưng mà ngủ riêng giường. Không, vẫn là trên một cái tấm nệm thôi, nhưng mà mình do cái tấm nệm mình lớn nên đẩy vô nó một góc, mình tấn gói lại thì nó mình muốn, nói chung là khi mình có làm cái chuyện đó đây thì nó chỉ cần động đậy thì cái gói thì mình đã biết là nó có ngồi dậy hay không, thì mình lúc đó cũng đã gọi là sống chung với lỗ rồi. Có nghĩa là hai vợ chồng anh chị hiện giờ là vẫn chưa bị một cái tình huống là bị con bắt gặp, nhưng mà tuy nhiên là hai anh chị cũng vẫn phải luôn luôn là cảnh giác cao. Dạ, đúng rồi. Thế nó có ảnh hưởng đến cái việc đó không? Thật ra thì nói chung là thậm chí nó có nằm trong lòng của mẹ nó, mình cũng có thể hoạt động bình thường nếu mà mình cắn. chị mình chị thật ra con nít lúc nào cũng vô tư hồn nhiên á. Mình có một lần mình cũng bị ức chế cái mình mới nói thẳng như hai người đàn ông với nhau, thôi hôm nay con qua con ngủ với ngoài đi, bởi vì hôm nay ba có chuyện riêng, ba muốn nói chuyện với mẹ. Cái nó nhìn mình á, chuyện riêng sao không để ngày mai nói. Cái mình mới nói tiếp, không có chuyện này phải nói tức thì bây giờ. Cái này nó con không hiểu. Cái cuối cùng mình cũng thuyết phục đi qua bên phòng ngoại, thì qua phòng ngoại, ngoại hỏi ủa sao hôm nay không ngủ phòng ba mẹ, thì nó nói thẳng ngay luôn, hôm nay ba nói chuyện riêng với mẹ. Trời nghe mắc cỡ chết luôn. Không, nhưng mà đó cũng là một cách. Vậy còn anh Trung thì sao anh? Nói chung là mình may mắn cái là cái vợ chồng mình gặp nhau là mình trên bước đường của vợ chồng mình đi là chỉ có mắc mưu thôi, chứ nó không có sụp ổ gà. Khi mình ngủ với con á là mình phải chuẩn bị sẵn cái tâm lý là mình là kẻ trộm đáng thương. Kẻ trộm đáng thương. Mình đã có trường hợp con nó nói sao ba sướng được ngủ chung với mẹ. Ba sướng tại sao được ngủ chung với mẹ. Mình nói là bây giờ con thông cảm cho chỗ ba mẹ, là ba mẹ tối ngủ là phải bàn tính cái công việc cho ngày mai, thuyết phục cho bé để cho bé hiểu. Cái chung là cái mình phải chuẩn bị cái tâm lý cho bé cho nó thoải mái. Vậy là hai anh chị chưa bị sụp ổ gà một lần nào chưa, hết? Chưa bị sụp ổ gà. Rồi cũng là tình trạng vẫn sống chung với lũ. Dạ, phải sống chung với lũ cái thời đó, cái thời điểm đó. Trong điều kiện mình nó hơi có chút xíu. Mình sống cho bé một cái giường ở sát bên. Coi như là mình chỉ chung phòng thôi. Rồi, chung mình phòng mình khác giường. Nhiều khi vậy là khó quan sát hơn á. Giống như bạn Nam á là dậy chung một cái tấm nệm. Cho nên nhiều khi rụt rịch á là anh biết. Chứ còn nếu như trường hợp như anh á, nhiều khi anh đang say đà rồi cái là con nó ngồi dậy rồi anh cũng không biết nữa thì sao? Em thấy của anh là nguy hiểm hơn là của bạn Nam nữa. Tại vì ở trong phòng thứ nhất là mình không có để đèn. Cái thành thử ra là bé thì mình cũng biết cái tính của bé là bé ngủ mê vào giờ nào, con mình biết mà. Nên mình cũng điều tiết. Nãy giờ Tường vẫn thích cái sự chia sẻ của bạn Nam là ở cái chỗ là bây giờ dù con có nằm ở trong lòng đi nữa nhưng mà bạn Nam vẫn có thể là hoạt động được. Thế mà thông thường thì với cái tình trạng là mình luôn luôn phải sống chung với lũ thì thường mình có sắp lịch không, hay là mình hứng đâu mình làm đó? Cái này gọi là cái cảm hứng, thì lúc nào mình thích thì mình mới có cảm hứng mình làm, chứ mình không có thể nào sắp lịch được. Vậy mình hỏi một cái nữa, vậy nếu bạn nói là cảm hứng, vậy thì những cái lúc mà mình hoạt động nhưng mà có con mình ở cái bên á thì nó có giống như lúc mà không có con không? Nói chung thì cũng ít nhiều cũng có khác. Nhưng mà mình nghĩ là do cái bản thân và tình cảm của mình ấy, thì ở lúc này hay lúc khác thì mình cũng như nhau thôi. Chủ yếu là mình có tự do thoải mái hơn hay không thôi. Đôi lúc nhiều khi rình rập vậy mà còn hứng thú hơn nữa đó. Ra cái hoàn cảnh nào cũng có cách khắc phục hết trơn. Như ngày xưa Thịnh ở dưới khu Bà Chiểu Lò Heo á, thì cái nhà Thịnh lúc đó là giống như nhà cấp 4 mà nó khoảng có 100 mét vuông thôi. Nhưng các bạn biết không, 12 người trong đó. Wow. Và có 3 cặp vợ chồng ở trong đó. Vậy mà vẫn thu xếp được cái đấy.
cái hoàn cảnh nào nó cũng có cách hết trơn. Hoàn cảnh nào cũng có cách. Nhưng mà vậy là theo anh là nó cũng không ảnh hưởng đến cái tình cảm hạnh phúc của hai vợ chồng. Nói chung thì nếu mà được không gian riêng thì nó thoải mái nhiều hơn. Ừ. Nhưng có con thì mình sắp xếp cái kiểu có con. Có điều quan trọng bây giờ là mình thấy là con nít bây giờ á, nó tìm hiểu về cái chuyện giới tính á, nó sớm hơn ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa Thịnh thấy Thịnh này, bản thân Thịnh này, học tới lớp 10, 11 thì mới biết cái chuyện giới tính là sao, biết tò mò là sao, phụ nữ là sao, đàn ông là sao. Bây giờ ăn cà phê 5 tuổi là tò mò rồi. Mình đi toilet nha là nó đi theo. Hỏi con đi theo làm chi vậy? Con coi. Tức là nó tò mò ngay từ lúc 5 tuổi rồi. Bởi vậy mình phải cẩn thận những cái chuyện này. Trường hợp giống như cái đoạn clip hồi nãy, như bế, bản thân anh thì anh cũng có hành xử tiếng cà phê đi ha, cà phê. Thì anh sẽ nói thẳng nó một chuyện, nói như là nếu như một cái người mà nó hiểu nó bao nhiêu, chẳng hạn như là ba mẹ đang yêu nhau, sau này con lớn lên con sẽ hiểu. Dù mình như nãy anh nói câu ba mẹ cần nói chuyện riêng với nhau, chỉ cần nắm tay Thúy một cái, nó cười cười tỉm tỉm nó đi ra ngoài. Cái quan điểm dạy con của gia đình Thúy thì mặc dù bé còn rất là nhỏ, nhưng mà từ xưa đến bây giờ thì tất cả mọi việc khi mà mình nói chuyện với bé cũng đều coi bé giống như người lớn mà nói chuyện. Thì bé sẽ tự nhiên cảm nhận được là cái điều này là đúng và không có muốn cãi bướng. Cho nên là hầu như là khi mà bị đuổi ra khỏi phòng á thì bé dạ là có như tâm phục rất là hiểu, dạ hiểu, và chuyện cứ te te đi ra như thế. Có những cái trường hợp mà mình không thể nào la bé được, mặc dù nó làm sai nhưng mà đối với nó thì không có gì là sai hết. Vậy anh Thịnh ơi, nếu mà một lúc nào đó nó kêu là vậy thì bây giờ con muốn yêu bạn gái cùng lớp của con và trong đầu nó nghĩ rằng là yêu là vậy đó, thì anh nghĩ sao? Mình chưa nghĩ tới cái tình huống bao lắm, giờ cũng khó lắm. Thành ra là trong cái giải thích của chúng ta nó rất là căng thẳng. Thế bây giờ để hỏi anh Trung đi, bây giờ nếu như là anh cũng rơi vào cái tình huống như cái đoạn clip lúc nãy thì lúc đó anh chị sẽ ứng xử với bé như thế nào? Thằng Trung á, im lặng mà mình ngủ thôi. Tại trẻ con coi vậy chứ mau quên lắm. Và khi mình mà sáng dậy là mình nó muốn đề cập, nó hỏi lại đó là cái chuyện mình, nếu mà trả lời vơ thôi, trả lời ba mẹ yêu thương nhau giống như ôm hôn ẩm con, ôm hôn con thế thôi, rồi mình lơ đi, mình không đề cập tới, nghĩa là lơ đi. Lơ đi, nó đứng đó hoài sao anh? Thì mình có nghĩa là ý anh nói lúc đó là anh thôi phải không, lúc đó là mình thôi. Mình thôi, tức là mình thôi, mình cho nó ngủ, cho dỗ cho nó ngủ bình thường lại. Nhưng mà cái cách làm sao chúng ta thoát ra khỏi cái tình huống đấy? Nếu vậy thì mình sẽ nói với bé là con chờ mẹ một phút nhé, để mẹ sửa lại cái mền rồi mẹ qua mẹ dỗ con. Thường thường mà con nít nửa đêm mà nó giật mình thì dậy thì nó rất là nhanh ngủ, chứ nó cũng không có cái tâm trạng mà thức lâu. Tại khi bé đang ngủ lờ mờ mà dậy mà thấy như vậy thì bé cũng không để ý lắm đâu. Còn Trúc thì sao? Em sẽ nói với con em là để mẹ bắt con kiến ở trong cái mền đó, mẹ đang kiếm con kiến ở trong đó đó nha, thôi con ngủ đi. Gặp cái tình huống này á, thường á là bị gọi dùng từ bại lộ, bởi vì do đó là nếu mà đúng á xử lý dễ á, là thường là mẹ dễ xử lý hơn. Bình thường á phụ nữ á thì có hai mặc đồ ngủ thì có hai loại, một á là mặc đồ bộ, hai là mặc váy. Mình bước ra khỏi cái mền thì nó không có để ý được. Đâm ra cái chuyện này thật sự mình nói mình vui mình cười, nhưng mà đây là cũng là một cái chuyện cười ra nước mắt này nè. Cũng quan trọng, quan trọng, rất là quan trọng. Rủi nhưng mà rơi vào cái tình huống đó thì bây giờ theo như cách của ba cặp vợ chồng đưa ra thì chị thấy có cách nào là khả thi nhất khi mà con trẻ bắt gặp như vậy? Chúng ta phải nhanh nhạy trong từng tình huống một. Ví dụ như là cách của Trúc là nói là mẹ đang bắt con kiến, nhưng mà tôi cũng hơi sợ là bé đòi nhảy vô bắt kiến luôn thì chết. Nên là chúng ta có thể là bây giờ thôi, bây giờ mẹ suy suy lúc nãy giờ là mẹ đang chơi trốn tìm, bây giờ con nhắm mắt lại đi để mẹ trốn. Thì trong khi bé nhắm mắt lại thì mình có thể dùng cái thao tác để mình thật nhanh để mình quay trở lại hiện trạng tạm thời là an toàn với các cháu. Tức là mình phải dùng nhiều số cái mẹo dụ con trẻ vào một cái hoạt động để các cháu tạm thời không nhìn thấy những cái cảnh tượng gì đó. Nên là trong trường hợp này thì chúng ta thấy là đây là trường hợp là bố mẹ cũng theo một cái style đó là đắp mền á. Chứ đủ mà style không đắp mền thì nó nguy hiểm hơn. Cuối cùng tôi cũng muốn hỏi chị Giao là thì theo chị thì chị có cái lời khuyên gì dành cho các cặp vợ chồng trẻ khi mà mình cho con ngủ chung để mà vẫn giữ ấm được cho cái chuyện tình yêu của hai vợ chồng? Điều này thì đó là chỉ tùy thuộc vào quan điểm, nó không gọi là đúng sai. Tuy nhiên là chính bản thân tôi thì tôi cũng đã ý thức rất là rõ và cũng tìm hiểu về cái vấn đề là làm cách nào để cho con ngủ riêng. Và ngay từ khi cháu còn nhỏ thì tôi đã cho cháu nằm riêng ở trong một cái nôi riêng của cháu và tách bạch hẳn trong cái suốt quá trình đó.
và chia sẻ với nhưng các bạn. Nhưng mà theo chị là thường là nên cho con ngủ riêng từ lúc bao nhiêu tuổi là hợp lý? Ngay từ lúc mà mang từ bệnh viện về. Wow. Tại vì sau một vài tháng các cháu bắt đầu quen hơi, là các cháu sẽ không có tách được. Và rõ ràng là trong cái giai đoạn đầu á, là khi các cháu từ cái môi trường, từ trong bụng mẹ ra cái môi trường bên ngoài thì buộc là các cháu phải thích ứng. Và mình cho nó thích ứng đúng một lần luôn. Còn bây giờ mình ra cái mình nghĩ rằng là chỗ tội nghiệp ở trong cái môi trường kia, nó được ôm ấp ở trong bụng mình. Bây giờ ra mình để nó bơ vơ một mình rất là tội, thì mình lại ôm. Ôm thì sau đó thì nó quen hơi mình, thì mình lại bắt đầu một cái giai đoạn thích ứng khác nữa với các cháu, thì nó sẽ khó khăn hơn nhiều. Và chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cho cháu ngủ riêng ở một cái nôi á, là sẽ cực cho các bà mẹ hơn rất là nhiều. Nhưng mà sau này chúng ta sẽ thấy được những cái lợi ích là các cháu khi được tách ra ngủ riêng ở cái giai đoạn là khoảng 1 đến 2 tuổi thì các cháu không có hề bị căng thẳng hoặc là phải bị chịu một cái sự thích ứng lại. À, có nghĩa là khi mà từ bệnh viện về là mình cho ngủ chung phòng nhưng mà là cái nôi khác. Là nôi riêng. Và đến khoảng từ 1 đến 2 tuổi là cho ngủ phòng riêng luôn. Dạ, 2 tuổi là cho ngủ phòng riêng. Cảm ơn những cái lời khuyên rất là bổ ích của tiến sĩ tâm lý Huỳnh Giao. Cảm ơn những chia sẻ rất là vui và rất là dí dỏm và rất là thực tế của anh Đức Thịnh và Thanh Thúy. Cảm ơn sự đồng hành của hai cặp vợ chồng.